đập máy trên livestream luôn ạ, chịu thật. Go này. Má ăn bằng tới rồi chạy anh em ơi. Phong tới kìa, phong tới kìa. Phong với zone. Sợ đéo rồi. Phong ra cầm bụp bụp phát. Mẹ nó lại còn bụp hai phát nó gạt luôn thì bị cơ. Ta chạy ra hết zone cho mày xem này. Tao mày sợ hết zone à? Người này mày nắp tao cú gì đó. Tính 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 ao rồi mày mở rồi ba mở rồi ba mk sao vậy mk đấy mk được mở rồi ba có quá đây có quá đây mở rồi ba quá rồi nhưng mà bên kia xa lắm sang đây gặp team thì ăn cứ sao check check đường bay đi xem sao. Mà mình gần 2-3 tuần tới nó chết xa cái gì. Điên Phong. Rồi đi, điên mình đi. Đéo đi. Ở kìa. Đi vô. Má lộ tao khúc máu luôn kìa. Sao? Ở đằng sau luôn. Bắn nhau luôn. Đi. Ad đúc. Ờ. Bỏ hai con tôi lại luôn ạ. Phải phải có người đâu, em sinh chứ. Làm y tá được. Đi đi hết chết chết cả lũ cho vui. Không, cứ 1.500 mét là chết. Chết cả lũ làm gì? Trên mái à? Không, sau sau sau. Không ơi, không ơi, không ơi. Anh ra cho bò xanh trước đi. Có gì sao uống sao không? Thế nha được. Không không ạ. Trên mái mà nhân ơi. Ô thằng này bay xa thế.